sáu vụ nổ hạt nhân có sức hủy diệt kinh hoàng. Sa bomba, dịch nghĩa bom sa hoàng, là vũ khí hạt nhân lớn và uy lực nhất trong lịch sử từng được kích nổ theo trang Weekly Yacht. Đây là sản phẩm của Liên Xô với đương lượng nổ theo thiết kế ban đầu khoảng 100 megaton TNT. Tuy nhiên, người ta đã giảm sức công phá của nó còn 57 megaton để giới hạn khối lượng phóng xạ phát tán. Đúng 11 giờ 32 phút ngày 30 tháng 10 năm 1961, tại bãi thử Miyushika thuộc đảo Novaya Zemlya, Bắc Băng Dương, xa được kích nổ sau khi chiếc Tu-95V thả nó ở độ cao 10,5 km. Dù phát nổ trên không, bom xa hoàng vẫn tạo ra cơn địa chấn mạnh 5,7 độ Richter với bán kính phá hủy 900 km. Quả cầu lửa bùng lên gần sát độ cao của máy bay ném bom. Những người sống cách khu vực thử 1.000 km cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận vụ nổ. Vài giây sau đó, đám mây hình nấm xuất hiện, cao khoảng 64 km, gần cao hơn 7 lần núi Everest và rộng là 40 km, hội tù khí quyển gây ra thiệt hại ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Castle Bravo là tên bão của vụ thử nghiệm bom hydrogen đầu tiên do Mỹ tiến hành tại đảo Bikini thuộc quần đảo Marshall của Thái Bình Dương vào ngày 1 tháng 3 năm 1945. Với đương lượng nổ 15 megaton TNT, nó vượt xa mức dự kiến ban đầu là từ 4 đến 6 megaton. castle Bravo là vụ nổ hạt nhân mạnh nhất do Mỹ kích hoạt. Chỉ vài giây sau khi khai hỏa, thiết bị hình trụ nặng 10,7 tấn, chiều dài 4,56 m đã thổi bùng lên một quả cầu lửa có đường kính 7 km. Đám khói hình nấm hình thành từ vụ nổ cao 14 km với đường kính 11 km chỉ trong một phút đầu tiên và sau đó đạt đến độ cao 40 km với đường kính 10 km trong 10 phút tiếp theo. Lượng phóng xạ phát tán trên diện tích 160 km tính từ tâm vụ nổ gây nên thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất tại Mỹ. Trinity là mật danh của vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên trên thế giới do Mỹ thực hiện tại khu vực Alamogordo, bang New Mexico vào ngày 16 tháng 7 năm 1945. Đây là kết quả của dự án Manhattan nhằm phát triển vũ khí hạt nhân của Mỹ, Anh và Canada trong Thế chiến II sau khi khai hỏa quả bom The Gaget với sức công phá tương đương 20.000 tấn thuốc nổ TNT đã hình thành quả cầu lửa khổng lồ và tạo ra hình cây nấm đạt độ cao hơn 10.000 10 mét. Khu vực bom hạt nhân phát nổ hình thành có một hố, bán kính rộng khoảng 500 m, sâu hơn 2 m. Mục đích của thử nghiệm là nghiên cứu mức độ tác động và ảnh hưởng của vũ khí hạt nhân tới các tàu của Hải quân Mỹ. Họ đã bố trí 71 tàu quanh khu vực thử nghiệm. Kết quả, vụ nổ đã phá hủy 8 tàu mục tiêu, gồm tàu LSM-60, Saratoga, Nagato, Arkansas, các tàu ngầm Pilot Switch, Apogon, tàu ARDC-13 và một xà lan IO-160. Hơn 60 năm sau cuộc thử nghiệm, Nồng độ phóng xạ ở khu vực Alamo Alamogordo vẫn cao hơn khoảng 10 lần so với bức xạ nền của trái đất, song vẫn trong giới hạn an toàn. IV Mike là tên gọi của một vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch đầu tiên do Washington tiến hành ngày 1 tháng 11 năm 1952 trên đảo Sanjo, Eniwetok, thuộc Thái Bình Dương. Đây là một phần trong chiến dịch IV do Tổng thống Mỹ Harry Truman phát động sau khi Liên Xô chế tạo quả bom nhiệt hạch đầu tiên vào mùa thu năm 1949. Thiết bị nhiệt hạch Mike có trọng lượng 82 tấn, giống một nhà máy hơn là vũ khí. Trong đó, phần lõi là quả bom hắt với chiều dài 6,9m, đường kính 2,03m và nặng 54 tấn. Lớp vỏ thép ngoài cùng dài 30cm, tổng cộng 9.350 binh sĩ và 2.300 nhân viên dân sự đã tham gia vào cuộc thử nghiệm Mike. Kết quả bom hắc có sức công phá là 10,4 megaton TNT, tạo ra quả cầu lửa rộng 5,2 km, đám mây hình nấm cao tới 37 km, hố bom có độ sâu hơn 50 m với đường kính rộng 1.600 m. Sau vụ nổ hòn đảo Eluklep gần như là biến mất hoàn toàn. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, máy bay B-29 Enola Gay của quân đội Mỹ thả quả bom nguyên tử Little Boy xuống trung tâm thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong giai đoạn thế chiến 2 diễn ra. Quả bom có chiều dài 3m, đường kính 71cm, khối lượng 4.000kg, sức công phá tương đương 13.000-16.000 tấn thuốc nổ TNT. Ngay sau khi phát nổ cách mặt đất khoảng 600m, nó giết chết ít nhất là 90.000 người. 90% nhà cửa Hiroshima bị hủy diệt hoặc hư hại. Đây là lần đầu tiên con người sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh. Chỉ 3 ngày sau vụ dội bom Hiroshima, sĩ quan Mỹ trên phi cơ B-29 Borgskae, tiếp tục thả bom Fat Man xuống thùng lũng công nghiệp của thành phố Nagasaki của Nhật. 43 giây sau, quả bom chứa 6,4 kg plutonium-239 và đương lượng 21 kiloton đã phát nổ ở khoảng cách 469m dưới so mặt đất. Bom thả bội vàng đã nổ ở đoạn giữa hai mục tiêu, chính là sườn thép phía Bắc và sườn thủy lôi ở phía Nam, những khu vực ít dân cư. Vì vậy, mặc dù quả bom thứ hai với đương lượng nổ lớn hơn Little Boy ở Hiroshima nhưng gây thiệt hại ít hơn so với quả bom này. 75.000 người trong tổng số 286.000 cư dân của thành phố đã thiệt mạng ngay trong thời điểm đó. Hai vụ nổ ghi dấu trong lịch sử thảm họa nhân tạo lớn nhất và khủng khiếp nhất mà con người từng biết đến.